Là mẹ, mình cố gắng làm tất cả cho con. Quậy là quậy luôn à. Con nè, con gái của tôi. Ôi. Là mẹ, mình cố gắng làm tất cả cho con. Sắp tới của chúng ta ha, nó sẽ chạy như thế này và nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi nhuận cho công ty chúng ta. Thì cảm thấy thế nào? Thì thấy nó ok đó. Anh ơi, em mang hồ sơ tới cho anh. Em xin lỗi chị. Anh, hồ sơ của anh nè. Cô làm sao vậy? Hồi nãy tôi dặn cô như thế nào? Em... tại vì em gấp cô quá. Nhìn lại cô kìa, đầu tóc bù xù, quần áo thì xề xò. Cô không biết xấu hổ mà tôi biết xấu hổ. Em... Thôi. Anh có cần phải quá nặng lời với cô như vậy không? Dạ, em xin lỗi chị. Do vợ em mà làm buổi ký hợp đồng của mình không suôn sẻ. Chào cô, tôi là đối tác của chồng cô. Cô không mau xin lỗi người ta đi. Thôi, không cần đâu. Em xin lỗi chị. Nhưng mà theo tôi ấy, thì mọi lỗi lầm là do cô mà ra. Mọi lỗi lầm là do cô mà ra. Cô không biết xấu hổ mà tôi biết xấu hổ. Cô không biết xấu hổ mà tôi biết xấu hổ. Tôi luôn nghĩ cái gì của mình sẽ mãi thuộc về mình. Nhưng mà đến hôm nay tôi đã sai. Cái gì của mình phải cố gắng bằng mọi giá là mình tốt hơn mới luôn thuộc về mình. Cuộc đời này, cái gì cũng có thể thay đổi được. Cô nên nhớ điều đó. Tôi luôn nghĩ cái gì của mình sẽ mãi thuộc về mình. Nhưng mà đến hôm nay tôi đã sai. Cái gì của mình phải cố gắng bằng mọi giá là mình tốt hơn mới luôn thuộc về mình.